Hôm nay cô làm video này để hướng dẫn các em thực hiện bài đánh giá giữa học kỳ 2 môn hoạt động trải nghiệm 8. Hình thức kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 2 môn hoạt động trải nghiệm 8 đó là các em học sinh phải về nhà làm bài thực hành theo yêu cầu của giáo viên. Thời gian giáo viên đưa yêu cầu và hướng dẫn học sinh đó là vào tuần 7 của học kỳ 2, từ 11 tháng 3 đến 16 tháng 3. Và thời gian học sinh nộp lại bài thực hành đó là vào tuần 9 của học kỳ 2, từ 25 tháng 3 đến 30 tháng 3. Bài thực hành gồm có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là các em hãy lập một kế hoạch kinh doanh. Và kế hoạch kinh doanh này gồm có 5 nội dung như sau. Nội dung thứ nhất đó là phân tích nhu cầu thị trường, ý tưởng kinh doanh và mục tiêu cần đạt. Nội dung thứ hai đó là xác định sản phẩm kinh doanh. Nội dung thứ ba là xác định nhân sự tham gia kế hoạch kinh doanh. Nội dung thứ tư đó là huy động vốn, phân bổ kinh phí. Và nội dung thứ năm đó là cách tiếp thị quảng cáo. Và đây chính là một kế hoạch kinh doanh được lập ra với 5 nội dung trên mà sách giáo khoa đã thực hiện. Các em có thể xem cái gợi ý này và tương tự làm cho cô. Câu hỏi thứ hai của bài thực hành đó là em hãy vẽ minh họa một việc làm của em góp phần phát triển cộng đồng ở địa phương. Sau đây là một vài gợi ý. Bức tranh thứ nhất là thể hiện cái hoạt động thực hiện vệ sinh môi trường. Bức tranh thứ hai đó là về tham gia các hoạt động tuyên truyền đời sống mới văn minh hiện đại. Bức tranh thứ ba đó là chăm sóc cảnh quan thiên nhiên. Bức tranh thứ tư đó là tham gia các hoạt động thiện nguyện. Các em có thể tham khảo thêm những gợi ý này và tương tự thực hiện nhé. Cô chúc các em hoàn thành kỳ đánh giá giữa học kỳ 2 thật tốt ở tất cả các bộ môn.